Chào mọi người trở lại với channel của mình là Ryan Lê. Và hôm nay mình sẽ trở lại video cực kỳ hấp dẫn, đó chính là review bán hàng của bọn top ở S216 nha anh em. Thì sau cái đợt ban hội ấy, thì có rất nhiều anh top phải dừng cuộc chơi. Thì phải nói là thứ nhất là vì công việc của những top bây giờ các bạn biết là đang trong mùa công việc rất là nhiều anh em, hè mà công việc rất là nhiều nên anh rất nhiều top phải bận. Thì hôm nay mình sẽ review bán một con ngạc, phải nói là cũng là một top server S216 anh em. Đây top 1 nha. Thì các bạn sẽ cùng mình theo dõi con ngạc này, những cái món đồ cũng như cái giá trị ạc bao nhiêu để anh em có thể tiếp nối chặng đường nha. Thì trước khi vào video là phút quảng cáo của mình. Là bên mình có bán thẻ Zin rẻ hơn các bạn từ nạp sơ bay vào ngân hàng với chiết khấu lên tới 9%. Và bên mình sẽ nhận tư vấn các anh top đua top cũng như nhận up event này, nhận up mốc hoàn trả các server mới này, mốc giang hồ chỉ với giá là 230 cho một min. Và mình sẽ bán bài cũng như là nhận tư vấn các anh top việc đua top phải làm cách hữu ích nhất, cũng như các món đồ các bạn cần lên ấy. Thì mình thấy rất nhiều anh top server mới ấy, chơi hiện tại không có rõ về việc up đồ thì cứ liên hệ em. Và nếu các bạn cần mình làm video về các vấn đề nào, môn phái nào, các bạn cứ comment giúp mình và đừng quên like, subscribe kênh ủng hộ mình nha. Thì bây giờ sẽ không đợi bạn lâu nữa, mình sẽ vào luôn video. Thì đầu tiên hiện tại các bạn biết là Võ Lâm thì cái ngon nhất của Võ Lâm là bí kíp. Thì bây giờ mình sẽ coi cho anh em là coi đồ trứng đồng hành, thì anh em ấp trứng thôi. Vô để ấp này, mở lên cái này anh em mở đi. Ở đây ảnh chưa mở, chắc ảnh cũng lười úp đồ quá. Mở lên nha. Đầu tiên các bạn sẽ coi về đồ của ảnh, mình coi về khí linh đi, khí hồn đi. Khí hồn là cái mà theo mình là ok nhất, thì ảnh mang chỉ xích khí hồn là 120. Cái xích khí hồn 120 nha anh em. Xích khí hồn 124. Thì xích khí hồn hiện tại ở các server ấy là xích 13. Xích 13 rơi vào tầm 13 triệu anh em. Là một viên 13 là 1 triệu. Thì xích khí hồn của ảnh là tương đương với lại 13, xích hồn ảnh là 124, tương đương với lại 10 triệu nha, xích hồn 10 triệu. Bây giờ sẽ coi về đồ. Đồ của ảnh đầu tiên cái vũ khí điêu khắc 70. Nội công chí mạng, sát thương chí mạng, băng sát nội, tấn công đỡ đòn ngon anh em. Thì đồ hiển tứ 5 món đỏ là ngon. Về khảm là nội công chí mạng, bỏ kháng thị, bỏ né, anh ấy chơi full công. Anh ấy hiện tại là chơi Nhami anh ấy chơi theo kiểu full công. Thì Nhami các bạn biết là Nhami trưởng sẽ có hai thiên hướng, thứ nhất là công, thứ hai là hiệu ứng. Thì hiện tại mình theo mình thấy ấy, anh em đánh mà kiểu ban hội ấy, thì Nhami hiệu ứng nó sẽ được anh em chơi khá là nhiều, tại vì cái sự khó chịu của cái chiêu thứ ba đây, đó chính là cái chiêu băng phủ lạc tinh. Cái chiêu này khá là khó chịu, kết hợp với phong sương tiết ảnh nha, phong sương tối ảnh thì anh em tùy anh em. Còn em chơi đam thì sẽ chiêu tứ tượng đồng quy, sẽ chiêu ray đam rất là mạnh luôn nha, tùy mọi người thôi. Anh em Nhami có hai đường, Nhami trưởng và Nhami kiếm. Thì Nhami trưởng đa số anh em sẽ đi hiệu ứng nhiều hơn, còn Nhami kiếm sẽ đi theo kiểu mà đam nha. Tiếp tục cái áo của ảnh sẽ là né tránh chí mạng, bỏ né, hỏa sát nội, kháng chí mạng ngon. Thì vị khảm là sinh khí, né tránh kháng chí mạng, tỷ lệ hoành giảm. Thì ở đây anh em lưu ý sẽ có hai cách khảm cho anh em. Là thứ nhất là mình thấy đa số anh em khảm là né tránh, đỡ đòn, kháng chí mạng, xong rồi sinh khí luôn, thì không khảm tỷ lệ hoành giảm. Nhưng mà nếu anh em không khảm tỷ lệ hoành giảm thì ở trong cái tuyệt kỹ anh em á, cái phải xài tuyệt kỹ hồi xuân. Thì nếu anh em không xài hồi xuân hoặc chưa up lên cao á, thì ở đây bắt buộc phải xài viên tỷ lệ hoành giảm nha. Về cái nón của ảnh nội công, kháng chí mạng, bỏ né ngon, nón ngon. Phì khảm cũng như vậy luôn. Tiếp tục là về cái nhẫn nội công, tấn công chí mạng, né tránh, thân pháp ngon. Tiếp tục là phì khảm anh ấy phạm full công luôn. Những dưới cũng full công khảm luôn. Đồ cũng rất là ngon. Bao tay full cam. Bao tay hơi bị xịn nữa trời. Nội công, tấn công chí mạng, sát thương chí mạng, bỏ né, kháng chí mạng, bao tay hơi bị xịn luôn. Về phần khảm ở dưới nha. Về dây chuyền thì theo mình là chí mạng, sát thương chí mạng, né tránh, phản đòn, sinh khí khá là ngon luôn. Ngọc bội cũng khá là ngon luôn. Nói chung đồ cũng full cam nhiều anh em. Có đôi dài là anh mới đổi chưa cam. Bét ở đây anh sẽ xài con huyết khổ phương thành 14 ngày. Về những thuộc tính của bét thì nói chung có dòng nội công, chí mạng, nói chung phải có nội công để nam chí mạng, kháng chí mạng ok. Chí mạng chính xác. Bây giờ bác quái Bát quái thì sẽ là khảm cường này, khảm căn cường đây. Bát quái cũng ok đấy. Bát quái ảnh thì cũng 8/10 nha anh em. Lưỡng cực, hai phiên lưỡng cực, đội công bỏ né chí mạng, né tránh nội công, bỏ né. Về vùng ấp cấp một cái 57, cái 71 khá là ngon luôn. Tiếp tục là mình sẽ coi về cái phần kinh mạch. Kinh mạch của ảnh thì full tầng 5. Cường hóa, thì mát, phân cương, khí hồn, quang ám thì anh chưa ép, anh ép mới cấp 14 à. Cái này Vinci phải mã cụ thì 180. Cái này Vinci phải bán cái phiên cao lên chứ bán cái phiên kia thì khó quá, mình không biết Vinci bán phiên cao chưa nhờ. Chưa, để mình coi coi. Không biết bán phiên level cao chưa nhờ. Đây hồn thạch level 3 rồi. Hên quá, hôm bữa bán level 1 giờ bán level 3 rồi. Không biết khi nào mới level 7 anh em à. Chứ level 3 ép thì nó cũng hơi lâu đấy, nhưng mà đỡ tí xíu. Ép level 7 thì nó đẹp tí xíu anh em nha. Bây giờ sẽ tới cái phần quan trọng nhất là bí kíp. Bí kíp của anh sẽ là đầu tiên là xài Càn Khôn Đại Nã Di. Thì cái cuốn Càn Khôn Đại Nã Di anh em biết là cái cuốn này mà rất là ngon, đa số anh em đều xài hết tại vì nó có thời gian choán giảm, tấn công hay tất cả. Thức Thương Quyền, cuốn này cũng rất nhiều anh em xài luôn, tăng kháng chí mạng, Giật Chân Kinh. Cái cuốn này rất là ngon, cũng rất nhiều anh em xài luôn. Nó tăng chí mạng và thời gian thọ thương giảm. Ở đây sẽ rất nhiều bạn hỏi, sơ mới hỏi ấy, cái cuốn này cái dòng nội lực đâu có xài, có cần đâu anh, tại sao phải xài cuốn này. Tuy cái dòng nội lực nó sẽ không có tác dụng nhiều, nhưng mà cuốn này nó sẽ có dòng chí mạng. Và quan trọng hơn thời gian thọ thương giảm. Cái thọ thương này ở trong Võ Lâm ấy là nó rất nhiều luôn, nói chung phái nào cũng có thọ thương hết, nên cái cuốn này sẽ rất là nhiều, rất là ngon để anh em PK. Tiếp tục là cuốn ám nhiên trưởng, cái cuốn này cũng ngon để anh em đi đấu phái này, đánh với Yami thì thời gian làm chậm giảm ngon. Anh ấy không xài cuốn chứng phái. Tiếp tục bây giờ mình sẽ coi về cái phần tuyệt học. Tuyệt học thì có rất nhiều anh em liên hệ mình làm tuyệt học thì cứ liên hệ mình nha. Mình làm tuyệt học thì đỡ tốn cho anh em, chỉ có vài triệu thôi. Biết làm mình tốn có vài triệu là làm được cho anh em rồi. Còn nếu anh em mà không biết làm anh em phải đấu giá mua tùm lum la tốn mấy chục triệu anh nha. Tiếp tục tuyệt học thì anh em sẽ thấy là né tránh băng sát nội, kháng chí mạng, bỏ né sát thương chí mạng, nội công chí mạng ngon. Về tuyệt học anh ấy của ảnh thì tuyệt học thì mình thấy cũng bình thường em. Một cái này lên 7 mấy ngon, cái nói chung cái đầu tiên cao. Nhưng mà đa số anh em lưu ý nè, anh em không để ý kỹ chỗ này này, anh em đa số ai cũng úp cái đầu tiên cao ấy, nhưng mà úp vậy anh em sẽ bị địch thòi. Anh em nên úp ba cái kia đều lên 20 cho mình. Em lưu ý này, từ tầng 1 tới tầng 20 mỗi tầng nó sẽ tăng cho bạn 1% kích hoạt này. Giả sử như các bạn này coi này level 77 thì tỷ lệ kích hoạt chỉ có 23% thôi. Còn bây giờ anh em không tăng cái này thì nó chỉ cấp 5, nó chỉ có 5 tầng thôi. Trong khi anh em nâng lên 20 trước cho mình rồi anh em hãy max cấp số 1, anh em lưu ý chỗ này nha. Có nghĩa là anh em nâng lên 20 thì nó sẽ ở chỗ này tích kích hoạt cái 20%, xong anh em nâng cái kia lên tiếp tục lên 7 mấy thì được nha. Đây. Em thấy không, tầng 13 là 13%, xong rồi tầng 20 là 20%, từ 20 trở lên đấy nó chỉ tăng ở 0,0 mấy thôi nha. Còn ở đây thì tuyệt học quan trọng là anh em làm cái tuyệt học ấy, anh em quan trọng là làm chuẩn 8 dòng xong rồi đấu giá cái thương nhân ấy, đẩy dòng vào cũng ok nha. Bây giờ mình sẽ coi với cái đồng hành. Đồng hành là cái cũng binh giáp khá là ngon luôn. Đầu tiên anh có con bạch hổ này. Bạch hổ của ảnh là 987 khá là xịn luôn nha, cũng hơi bị ngon đấy, ngon. Điểm ngoài phòng xịn, anh này lên hai cái mát rồi, còn cái thứ ba nữa, cái trạm sát này ngon. Hổ khiếu này cũng ngon anh em. Ở dưới đây thì cái dòng ảnh 65, 85, 81 bò kháng thủy nói chung ngon. Cái này thì anh em búp lên thì tốn thêm cái mệnh hồn thôi nha. Tiếp tục là về cái ngũ sắc, hiệp cốt nhu trường này ngon, áp chế cũng khá là ngon luôn, bỏ né chí mạng đây. Nói chung thì bạn thấy này, những cái điểm này cộng với điểm mệnh hồn ấy nó sẽ mát này. Cái con này ảnh cộng mát hơn này. Cái con này ảnh mệnh hồn mát hết này, cũng khá là ngon này. Nói chung là cái đồng hành của ảnh nhìn ngon nha, hơi bị ngon luôn. Thi đấu thì bỏ vô thôi anh em, bỏ vô thôi. Đồng hành này tốn cũng mớ đấy, cũng phải mấy chục triệu, cả trăm triệu đây, ít đâu nha anh em. Thơ thì bây giờ để mình coi còn gì nè. À, coi cho anh em coi kho đồ đi. Kho đồ của ảnh thì ảnh cũng còn những cái này. Cái này thì anh em xài cái nào thì anh em bỏ vô thôi. Đây, dược hóa của hành tăng 50. Anh em xài nào anh em bỏ vô thôi. Còn trứng quá trời luôn. Cái này là để lấy bát quái này. Anh em cái này là để rút bát quái nha. Đá ngũ hành. Quá trời điểm kinh mạch luôn. Cái này là để bạc nha. Bạc thì quá dư thừa bây giờ rồi. 36 min. Bây giờ cái này chỉ cần bài bán lên thôi. Bạc cái này thì bài bán lên thôi. Bạc dễ mà. Bán mấy cống phẩm này lên nè. Đây bán cống phẩm. Anh em bán cống phẩm lên thôi. Kiếm bạc bữa giờ anh không bán ấy. Anh không nhớ để bán hay sao nhỉ. Đùi gà. Noãn thạch. Bây giờ mình sẽ cho anh em coi cái kho rương đồ của anh đi. Cái rương đồ của anh đi coi có cái gì trong đó không nha. Cho anh em coi. Chứ mình thấy hạt này về đồng hành là hơi bị xịn đấy. Đồng hành ngon nha. Gương hũ ứng cái này như gương ứng đúng không. Hộp ứng này anh ấy còn tới mười mấy hộp ngon nha. Cái này là mảnh bí kíp thần hệ thủy. Cái này là những cái gương chọn phổ. Thì bây giờ cái gương này cũ quá rồi. Chụp hết mấy cái này không có thu hồi ta. Đáng lẽ phải có chức năng thu hồi đấy. Cái này gương bối sức. Phi phong. Búa 10 cây. Mấy hộp này ít đã mở huyền tinh 6.000 viên. Bộ yến thạch 107. Đây, những con ảnh còn ngà mái trong đây tiểu hàng kỳ này. Những con bét nó ở trong đây này. Chắc anh để mệnh hồn hay là để đông anh ấy làm lần luôn ấy. Nha. Thì mình đã review cho anh em bán hạt một cái hạt mà phải khá là ngon ở server S216 luôn. Thì hạt này anh ấy đang rao bán với giá là 44 triệu nha anh em. Thì anh em nào mua hạt này thì có liên hệ Zalo của mình, số điện thoại là 0906 022 062. Và nếu anh em tập thẻ Zin cũng như các dịch vụ gì cần liên hệ mình nha. Và chúc mọi người một chơi game Võ Lâm vui vẻ. Và chào mọi người, hẹn gặp lại trong video kỳ sau. Chào mọi người.